hot girl chân dài tới lách đây. Mọi người ơi, em có chồng rồi mọi người ơi. Con đực là nó có cái mai này nè, đầy đủ hết nè, đó thấy chưa, đầy đủ hết là con đực nè. Còn con cái là ở đây nè, nó có cái mềm nè, nguyên cái mai này nó không có đầy đủ như là con đực nè ha. Con đực nó có mấy trắng nè, đó thấy chưa. Là giống như là con đực nó có 6 múi, còn con cái thì nó không có múi, nó có một cái đì. Thôi qua thân nhân qua như thế hình ơi sẽ tiếp tham. Thôi qua thân nghe tình quen đã qua. Khi hai cánh nhìn đi thì bỗng chuyện ta. Nhỏ ngọt với con đó thì đồ này đã ra. Rồi thương thân chứ qua mà thương thân cái gì sẽ lại. Để em đã một lần, để con xuống mong lực con đẹp quá. Để con chỉ cầm gần sao có lần vấp ngã. Như đời đã xuống là sao mà nắm bất vả. Hay dù là đi đến một nơi xa. Tôi vẫn luôn nhớ đến quá khứ nơi mà tôi sinh ra. Từ giờ chỉ là vui quá đi. Yo. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ. Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò tâm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi. Nơi anh trao đời ngoài ru bụi vui, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ anh đã ghi. Ơi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ. Em mê từng mùa cơn gió dần dần, dù em giấc mộng thiêm thiếp vào mơ. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước dài êm đềm. Lại hàng cao tháng năm dài dầu cằn cỗi già nua, cho em sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu. Em vui nhiều không khi mặt trời lên trên khóm tre. Con chim xinh xinh nói chuyện cạnh mẹ, xuống đầu sao hè uống giọt nắng hồng. Em thương nhiều không lưng ngoài đã cồng vì thời gian. Quê hương đời đời câu hát ngọt lời, anh vui sống lại như máu về. Sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu. Em vui nhiều không khi mặt trời lên trên khóm tre. Con chim xinh xinh nói chuyện cạnh mẹ, xuống đầu sao hè uống giọt nắng hồng. Em thương nhiều không lưng ngoài đã cồng vì thời gian. Quê hương đời đời câu hát ngọt lời, anh vui sống lại như máu về.
những gương mặt say ke không đó các bạn, những gương mặt say ke đây. Chào quý vị, chào mừng quý vị đến với một hành trình du hí Úc Phớm. Say ke đây quý vị, đến với làng bè của Nha Trang Cam Ranh. Chuẩn bị bắt đầu đi vào cái chiếc xe đó để đi ra ngoài đi qua bè hả? Đúng rồi. Nói chung là bây giờ đang rất là hồi hộp và lo sợ, không biết là cái cảm giác như thế nào. Đây là lần đầu tiên. Hồi hộp vô gì? Sợ té. Không, em làm gì em ăn cái khế dữ rồi năm trà. Mới có 6 giờ mấy nãy giờ bắt đầu quay chưa ăn uống gì kịp luôn á. Ăn từ lúc 4 giờ á. Sáng rồi mấy giờ vậy? Sáng nay mấy giờ vậy? 3 giờ mấy 4 giờ vậy rồi. Ừ, sao sớm vậy? Kìa vậy hả? À, đầu diễn có ép buộc phải không? Đầu diễn gì mà ép. Thôi bạn ơi, đi tiếng quân nè. Mọi người ơi, nói gì đó chứ đây là lần đầu tiên mà đi xe ra biển đó nha mọi người. Một cảm giác cực kỳ mới lạ và thú vị nha. Đi theo Đăng Trà với lại anh Cui Vũ và chị Ngọc Hân nha mọi người. Anh em có chơi kìa. Mấy người này kỳ quá nha, nhìn tao hoài nha. Cả nhà mình đang đi taxi nước. Như đang bình ý vậy. Cứu đây nè mọi người, cứu tụi em đi. Chúa bị lên trên quá, không biết ở đâu nè, không biết sao nè. Ăn được béo nè mọi người. Kìa nó là dùm dùm cho nó. Đó, dây ra đó. Không phải đó. Anh còn cười em được á. Đẹp chồng. Bây giờ cảm giác mấy bạn đi làm sao nè, mấy bạn phải nói cảm giác nè. Sợ lắm. Lần đầu tiên dạng trải nghiệm đúng không? Không. Nói với em, cuộc sống này là phải trải nghiệm, phải thử thách. Em sợ thì sợ nhưng mà em cũng sẽ gắng vượt qua. Em mới không bao giờ khuất phục đâu. Em phải vượt qua thì em mới là một người phụ nữ mạnh mẽ trưởng thành và một người phụ nữ độc lập được chứ, của thế hệ 2019 được chứ. Phụ nữ trưởng tồn. Đúng rồi. Đó. Có đâu trường tồn. Sợ cũng này nè, không chạy được nè. Rồi bây giờ anh sẽ giới thiệu với Năm Trà với Ngọc Hân. Đây là chị Tiết đó, người đã đồng hành với Cung Huy Vũ rất là nhiều năm nay, cũng mười mấy năm hả chị ha, gần 20 năm rồi. Chị Tuyết của chúng ta là rất là rành ở địa phận Cam Ranh, nhất là làng bè này. Năm Trà với Ngọc Hân có gì muốn tìm hiểu hơn thì cứ hỏi trực tiếp chị Tuyết nha, chị sẽ trả lời cho hai bé tận tường hơn, hiểu hơn. Bây giờ em đang thắc mắc là mình ngồi trên cái chiếc này mình đi đâu thế chị? Đang ngồi trên thúng để mình đi ra ngoài kia để mình lên tàu, sau đó mình từ tàu mình sẽ di chuyển ra tới làng bè nuôi tôm nuôi cá. Chị, nước ở đây nó đang rút, nó cạn nên mình không thể nằm ngồi tàu được. Mình trước khi mình muốn di chuyển ra tàu thì mình phải ngồi trên cái thúng này thì mình mới ra ngoài kia. Dạ. Mình đi xa không chị? Cũng không xa lắm, ra tới ngoài kia thôi khoảng chừng 10 phút à. Dạ. Đúng ra dân địa phương ở đây thì người ta lội như thế này. Tức là còn, quanh năm suốt tháng mà mấy người lội. Người ta lội như thế này, còn tại vì mình là khách nên sợ ướt đồ nên ra phải để thúng lên cho mình rồi họ đẩy mình đi thôi. Trời ơi. Cực mấy anh quá. Chưa thấy này rất là cực khổ đúng không? Dạ dạ. À, quên mình hỏi anh luôn đi, anh tên gì anh ha? Anh tên Ti. Tâm đi xong cái cuộc du hí này xong thì chiều anh Quy Vũ sẽ có thưởng cho anh. Dạ. Giải thưởng của anh là một em hot girl chân dài tới lách. Mọi người ơi, em có chồng rồi mọi người ơi. Anh cho em hỏi xíu là cái này là mình đem xuống mình nuôi hay là mình làm cái gì anh? Cái này mình đem xuống mình cho tôm ăn. Là mấy cái này là mình mua sống luôn hả? Là một bịch này là khoảng bao nhiêu ký? Một bịch này 20 ký. Rồi con tôm rồi mình nuôi nó rồi
cho nó ăn, mình có đập vỏ đâu không hay là mình quăng xuống vậy luôn? Quăng xuống thôi, tại tự nó móc nó ăn. Sao mà nó ăn được hay gì? Mấy cái chân của nó móc rồi nó ăn được hết. Đấy, không cần mình phải đập. Cho cái bao nhiêu đây là một ngày là khoảng bao nhiêu bịch anh? Bao nhiêu ký? Một ngày thì mình có vài chục bịch, tùy mỗi lòng mình ra một bịch. Một bịch là bao nhiêu ký? Một bịch 20 ký. Một bịch 20 ký mà mấy chục bịch nhiêu ký anh? 7.000 ký. Tính ra là một ngày cũng cả triệu hả? Trên 1.5 triệu. Một ngày cả triệu mấy? Bộn tiền nhân lòng luôn thì khoảng 3-4 triệu. 3-4 triệu một ngày nha mọi người. Mà mình nuôi cái này là khoảng 10 tháng. 10 tháng mọi người nhân lên cái số rất là lớn luôn. Anh với là hồi nãy em thấy là mấy cái bịch này giống như mình quăng xuống là nó tự ăn hay sao anh? Không, mình quăng xuống mình để đó chút xíu, mình lặn xuống mình cho mình mở nắp lồng mình cho nó ăn. Mình phải lặn xuống dưới rồi từ lồng. Trời đất. Trời đất ơi. Khủng khiếp không mọi người? Mua cái này xong rồi quăng xuống mấy cái lồng đó, rồi bắt đầu đi hết một vòng rồi mới lặn xuống dưới rồi mở lồng ra đổ ra cho mấy con tôm nó ăn. Nó tự ăn luôn. Mấy cái này là còn vỏ luôn nha mọi người. Cực quá anh ha, cái nghề này cực quá anh ha. Anh rồi mình nuôi vậy rồi là mình thu hoạch luôn hay là mình có cái bị trục trặc gì không anh? Thu hoạch có trục trặc rồi chứ. Đôi lúc bị tôm bị bệnh. Cái thời tiết nguồn nước ngọt rồi xuống á, ngọt nó chết. Thì lúc đó chỉ có lỗ thôi chứ không có lời được. Làm cực quá mà rủi ro quá anh ha. Anh nếu mà như mình nó bệnh vậy thì mình có cái cách nào mình chữa bệnh cho nó không? Chẳng hạn như mình bệnh thì có bác sĩ này nọ đâu rồi tôm thì sao? Đây thì mình cắt ké, mình trộn thuốc. À là mình trộn thuốc vô thức ăn luôn. Nhưng mà giống như là mấy cái người đó là cũng là bác sĩ luôn hả? Mấy cái người mà cho thuốc mình á, hay là mình tự nghiên cứu? Mình tự nghiên cứu ra mình lấy thuốc mình trộn vô cho tôm ăn. Trời ơi, vậy coi như là anh là vừa làm ngư dân nuôi tôm mà vừa làm bác sĩ luôn đó mọi người. Sao mà người ta biết được cái nào của mình ha, y chang cái nào nó cũng giống nhau y chang rồi mà không biết làm sao mà biết được hay thiệt. Ngày nào. À. Mình không làm dấu gì luôn ha anh. Không làm dấu gì luôn nha. Hay thiệt là hay. Quăng lại tự dìm xuống đó luôn. Rồi bây giờ mời mọi người cùng Du Hiếu mớm qua mình thu hoạch tôm nè. Tôm càng quá trời đẹp, quá trời bự luôn. Mọi người ơi, đây là giờ phút mình thu hoạch tôm cho mọi người. Đã lắm nha. Tôm hùm. Trời ơi, kìa. Kìa. Đẹp quá. Quá trời luôn nè. Ôi có con cá nữa kìa. Ôi nè con bự nè. Ôi con cá kìa. Cá gì đảo vậy hả? Bỏ hả? Cá bỏ hả? Bỏ vô thùng quá đem về ăn á anh. Ủa có cá đúng rồi, quá trời cá vậy. Đảo quá ha. Bự quá. Ôi trời, hôm nay nha, ngoài nơi. Tôm này là tôm hùm. Dạ đó nha mọi người ơi. Anh, mấy con này là khoảng bao nhiêu tiền một ký anh? Cái này bây giờ nó là 800. 800 ngàn. Dạ sao nó mạnh dữ vậy? Nước biển mà. Ủa chị liếm nó luôn hả? Không có nước nó văng cho mọi chị. Ê đâu chị liếm con tôm. Thèm nó nói phải liếm con tôm hả chà. Này Ngọc Hân ra đây, Ngọc Hân hát cho tôm nghe đi Hân. Anh hát đi. Không thật sự. Không thật sự mấy con tôm nhỏ nhỏ này nè. Chiều nay út nhỏ sẽ được ăn con tôm này. Ở nhà mình hai anh thì đăng ký nha. Nè mấy con tôm nhỏ nhỏ này là cần phải anh cần anh dụi chị Hân ru cho nó ngủ nè. Ấy con mẹ cũng một con kìa. Gia đình đang thu hoạch tôm đây. Quá tuyệt vời. Đã quá, lần đầu tiên được trải nghiệm mình đi thấy mọi người cho tôm ăn nè rồi thu hoạch tôm nữa. Thú vị lắm cả nhà. Cả nhà có tưởng tượng được cái ngâu của con này nè, lại biết giống gì không cả nhà? Giống như đại thiên gì đó. Giống như lông chỉ á. Đúng không? Anh, cho em hỏi cái này nha, em thấy thường thường mà người ta Tết người ta hay bán mấy cái vỏ con tôm này đó. Là mình làm sao được vậy anh? Thì thường tôm nó lột ra, cái vỏ nó nguyên. Rồi lột được. Mà làm sao nó lấy được mấy cái vỏ này?
nó ở dưới nó lột ra luôn. Từ lột ra. À. Ủa vậy đó hả? Vỏ, tụi lấy cái vỏ không được. Ủa là từ nó thay vỏ luôn anh hả? Cái này nó rồi giám sát mà từ nó lột ra. Khoảng mấy tháng nó mới lùa lột lên một lần anh? Ở cái này nó tháng tháng mấy tháng tháng. Thì con này khoảng bao nhiêu gam? Con này 3 lần. Ô, bự. Vậy đâu có cái vỏ nào mà lên khoảng nửa ký không anh? Có con nào nửa ký không? Có luôn hả? Dạ. Ủa hay quá. Giống như mọi người ở đây ta phân biệt cái con tôm nào mà nó cứng là người ta bỏ vô người ta bán liền. Còn những cái con tôm nào mà nó cũng mềm mềm là chuẩn bị nó lột nữa, người ta sẽ nuôi thêm vài ngày nữa để cho nó cứng lại, người ta sẽ bán tiếp theo giá cao hơn. Với lại con tôm mà nhỏ quá chưa có đủ cái ký lô đó là cho 3 con 1 ký hoặc là 2 con 1 ký á thì người ta phải bỏ lại người ta nuôi tiếp để cho nó bự lên. Mọi người ơi, cái gì kìa? Tôm. Người nhái là có thiệt nha mọi người. Thở lặng bà ơi. Thở lặng hả? Bây giờ em đố út mớm là con nào được con nào cái. Khi dễ anh kìa Nam Trà. Chứ em là em chịu thua ấy. Chẳng hạn như con trâu con bò gì mình nhìn mình còn biết phải không? Đúng rồi. Còn chứ giống như em này cũng khó phân biệt nó chứ đừng nói chi con tôm. Nhưng mà em hỏi út mớm em nói làm anh nó cười nè. Dạ em đố anh này con được con cái. Đó. Có được hai con cá anh nói đi. Cái vụ là không bị đau đầu á. Anh nhức đầu. Em làm anh nhức đầu. Đây anh chỉ cho cách phân biệt này, anh cũng mới vừa học hỏi mấy anh chị đây ở vùng biển này. Ủa, thôi. Anh vậy? Ừ tại anh thông minh mà, con Vũ là thông minh mà. Nè, con đực á là thường là nó sẽ có nè em cầm đi hơn nè, đó. Nè, phân biệt cho cả nhà xem nè. Đó thấy chưa? Con đực á là nó có cái mai này nè đầy đủ hết nè, đó thấy chưa? Đầy đủ hết là con đực nè. Còn con cái là ở đây nè nó có cái mềm nè, nguyên cái mai này nó không có đầy đủ như là con đực nè, con đực nó có mấy trắng trắng nè. Đó thấy chưa? Là giống như là con đực nó có 6 múi, còn con cái thì nó không có múi, nó có một cái đì. Nhưng mà em đố anh á là con đực con cái nào ngon? Cái này con nào cũng ngon hết. Không, con cá ăn ngon hơn. Có hai cá. Không nhưng mà em thấy con cá bóng là ăn ngon nhất. Anh một lần mình thu hoạch vậy là khoảng bao nhiêu ký anh? Năm mấy tạ. Mấy tạ một lần thu hoạch là mấy tạ luôn? Đây bán 5 tạ đi. 5 tạ. Ôi trên đây có cá bự quá kìa. Ủa tôm này mình xuất khẩu hả? Ờ, xin quá. Ông có bán ở Việt Nam anh hả? Ở Việt Nam mua bán luôn. Ồ. Cá kìa, cá kìa. Cá tôm nha bà. Mọi người ơi, mình sẽ chia tay cái bè tôm này, mình sẽ đi qua bè cá nha mọi người. Đi thôi. Tôm bán ghê không? Chạy này trong da chạy máu chứ. Let's go. Ở nhà ơi, bây giờ chúng ta đã tới bè cá rồi, bây giờ chúng ta đi lên để tham quan bè cá và cho cá ăn và tham quan bà con đang nuôi cá trên đây nha. Đây. Let's go. Đi mọi người ơi. Bây giờ là mình lên tới cái chòi rồi nha mọi người, bây giờ mình tiến vô đại bản doanh nha. Chai biển tươi xanh mọi người ơi. Ngon hơn cái lẩu cá bớp luôn nha mọi người. Lựa tôm mà lựa cá nha. Mấy anh em thấy anh nào cũng ngon hết. Cá là ở ngoài. Được, em ăn được hết. Em hầm, trời ơi em hầm cá nó mềm gục em ăn được hết trơn. Cái chỗ người ta mấy hồi nãy chỗ nãy mình bắt lên làm bán là người ta sẽ mua này. Ở đây là chỗ thu mua, chỗ lái buôn thu mua tôm, còn hồi nãy chỗ nãy là mình ra ngoài là mình thu hoạch. Trời ơi đàn ông gì kỳ vậy trời, chán ghê. Rồi bây giờ cuộc hành trình cột tôm để vận chuyển với Nam Trà và Ngọc Hân chiến đấu. Cái lẩu bò nè, cái lẩu bò nè. Trời ơi,
bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta chứ ăn cơm hạt cháu ai này một yeah. Rồi mình đéo được chắc là ăn mình luôn quá chị. Hồi nãy có mấy con cá nhỏ nhỏ bơi vô nó bay nó bắt một cá nhỏ luôn. Có không? Có. Mọi người ơi, vừa đi biển về á là bắt đầu những con cá mà lúc nãy mình bắt được ở trong cái lồng tôm á là làm liền luôn nha mọi người. Và chuẩn bị buổi trưa ngày hôm nay, anh Vũ đang coi cô ba với lại chú ba làm tôm. Cô ba với chú ba là hồi nãy là ba mẹ của mấy anh mình hồi nãy lái tàu chở anh Vũ, Nam Trà với lại tất cả anh chị em ekip đi ra ngoài biển á mọi người. Cá này là nó chui vô trong lồng nhỏ luôn. Chui vô lồng nhỏ rồi cái cá rất ngon. Cá sập luôn á. Vậy thành cá nuôi rồi. Nó ở trong đó luôn, nó ra không được. Ủa gì ngộ vậy? Lớn á, nó ra không được. Mà cá này cá gì cô ba? Đó, cá giò. Cá giò hả? Ủa sao... rồi hay mới nói giò cá anh giật mình luôn. Sao biết được cái tên đó, mình nhớ hay ta nhiều loại quá nhớ nổi hay ha. Dân gian hồi xưa giờ ta đặt á. Rồi mình ở biển thì phải nhớ chứ, nhớ từng loại cá đó thôi. Dạ. Nhưng mà thường thường cá này là làm gì là ngon nhất? Nấu chua là ngon nhất. Chua, chiên. Các bạn ơi, vừa đi biển vô là cô chú ba đã chuẩn bị sẵn hết đồ ăn và bây giờ cô chú ba đang làm cá rồi đó để chuẩn bị thêm một món canh nữa. Và bây giờ là đây là những món ăn ở trên bàn này là chuẩn bị nè cả nhà. Đây là hình như là cái gì ta? Gỏi chua đó cả nhà. Rồi đây là thịt heo gam, đây là cá chiên và đặc biệt đây là con tôm. Con tôm hùm. Ha, cả nhà ha, bây giờ chuẩn bị ăn nha cả nhà. Mời đại gia đình khán giả yêu thương của Du Hiếu mớm ăn tôm. Không. Hôm nay được gia đình con ba nè, anh chị Tiết nè, đó, anh chị Cam Đình thôi. Ai cũng tuyệt vời hết. Ở Cam Đình đó mọi người đi. Anh ăn đi. Cho anh thấy cái món này cho anh thấy không sao vậy. Từ bây giờ thì ba anh em của tụi em là rất là no rồi. Tại vì ăn một bữa cơm gia đình rất là thân mật và rất là ngon. Và đặc biệt là rất là ấm áp tình người luôn. Lâu lắm rồi mới được một bữa ăn gia đình như vậy á. Mấy anh chị có muốn nói lời cảm ơn hay là cái gì gửi tới cô chú không? Có thì không biết nói gì hơn nữa. Chỉ biết là rất là trân trọng, trân quý những tình cảm của tất cả mọi người luôn dành cho ekip Du Hí Út Mớm, đặc biệt là anh em chị em nghệ sĩ chúng mình. Dạ, thật sự là phải cảm ơn cô ba chú ba đã tiếp đãi tụi con rất là nồng hậu và đặc biệt là chị Tuyết đã giúp đỡ tụi em, gieo duyên cho tụi em tới đây để có thể giao lưu với mọi người cũng như là để đi quay. Bây giờ mình dạ, tạm biệt cô ba chú ba với chị nè đó. Dạ, con cảm ơn cả nhà nhiều. Dạ. Dạ. Chúc cả nhà mình sức khỏe năm mới. Đặc biệt là cái điều đặc biệt nhất là sức khỏe quan trọng rồi đúng không? Và đặc biệt là ước gì sẽ được nấy và một năm mới thật là phát tài. Đúng rồi, ai cũng mạnh khỏe, sức khỏe là trên hết nha. Đúng dạ. Bye cả nhà. Cảm ơn mọi người đó. Rồi, bye bye cả nhà. Dạ. Bye bye cả nhà. Đường quá. Chào tạm biệt. Bye bye, bye bye ba mẹ, bye chị anh, bye bye tất cả mọi người. Nói đơn giản thưa với tất cả quý vị là sáng giờ mấy em ăn đâu có nhiều đâu, năm trà ăn khoảng chừng bốn con anh ấy ăn lần tám cái, tức là một cái là một nửa con đúng không, tám cái tức là bốn con. Trời nghĩ sao trời, tôi ăn có nhiều đâu, mấy người nói nhiều á là mấy người ăn nhiều nhất luôn á đó. Xong giờ tranh thủ chạy ra lên xe ngủ nè. Đi theo đi biết. Thật sự hồi nãy em biết chị Hân nói xấu em luôn á, nhưng mà thôi trời ơi, phân bua làm gì. Thật sự
xưa. Cái gì hồi xưa hoài vậy? Cái gì? Nói đại. Chưa có nhớ nên từ từ nhớ. Biển á, chạy xe nó dần hết mấy cái câu chuyện ra rồi. Rồi sao? Kể lại đi. Hồi xưa á chị. Hồi xưa đó. Cái xưa hoài luôn. Cái trời ơi, dân anh quên nữa rồi nè. Dân anh quên là gì? Là có con mẹ bán dưa, mẹ cứ cái cặn mẹ lột miếng da mẹ cài vòng cổ mẹ nhổ cái bông mẹ trồng cái chuối mẹ muối con cá mẹ rá chép mẹ xanh răng nhỏ cái đầu đỏ cái thứ vàng khè con mẹ bán chè mẹ sợ trẻ con mẹ bán thế mẹ sợ khế chuông con mẹ bán cua mẹ sợ cua bọt con mẹ bán cọp mẹ sợ cọp bay 32 đó mọi người. tấm cái môi vô cái tấm môi gỗ ghê ra tới Nha Trang em ăn hải sản nhiều quá môi nó dày ra thêm. Có đây nè, ăn hải sản gì đâu, mấy ăn chả cá trứng cút à. Chả cá trứng cút mọi người ơi. Chả cá trứng cút ở đâu? Nãy ông bánh mì đó, cho bánh mì ngon ghê, bánh mì ngon. Ôi, vậy sao? Mình đang đi cảm giác trên một chiếc gì nè quên nè. Một chiếc này là chiếc bomilet cho mọi người.